Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Sự Khởi Đầu. Đó là buổi thứ tư, rất tốt. Buổi thứ tư, con người và khủng long. Nghiêm túc chứ? Có thể con người và khủng long đã thật sự sống chung với nhau? Có nhiều người sẽ nói rằng, khoan đã, là một Cơ Đốc nhân, ông tin là có khủng long sao? Sao kỳ vậy? Tôi nghĩ là Cơ Đốc nhân thì sẽ không tin có khủng long. Bởi vì chúng sống hàng triệu năm trước mà. Không đời nào. Hãy xem, chúng ta đã học trong buổi thứ nhì là tuổi trái đất không già, trái lại còn trẻ. Vâng, trái đất còn trẻ. Có một nhân tố giới hạn về tuổi thật sự của trái đất. Trái đất không phải hàng triệu năm tuổi đâu. Trái đất chỉ khoảng, có ai nhớ không? Trái đất chỉ khoảng 6.000 năm tuổi thôi. Chính xác là đúng như vậy. Vì vậy, chúng ta đã thảo luận về tuổi của trái đất. Chúng ta đã thảo luận về sự sáng tạo và sự tiến hóa. Và rằng cả hai đều là gì? Trong buổi thứ nhất, chúng ta đã biết rằng cả hai đều là tôn giáo. Rất đúng. Cả sáng tạo và tiến hóa đều là những thế giới quan tôn giáo. Và ở bài thứ ba vừa rồi, chúng ta đã nói rằng khi ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên thế giới thì điều đó là thật rất rất tốt lành. Khi ban đầu Chúa dựng nên thế giới này, thì sự sáng tạo ban đầu của Ngài rất tuyệt. Và bây giờ thì chúng ta đang sống trong một sự sáng tạo bị tiêu tan và hủy phá. Chúng ta so sánh điều đó với thế giới quan tiến hóa. Một thế giới quan hoàn toàn tin rằng con người và khủng long không sống chung với nhau. Ý tôi là tiến hóa không bổ sung điều gì cả. Ý nghĩ cho rằng con người và khủng long đã cùng sống trong cùng một thời gian, thì điều đó không phù hợp với thế giới quan của họ. Điều đó không phù hợp với cách họ nhìn nhận sự vật trong cuộc sống này. Nhưng tôi nghĩ có nhiều chứng cứ cho thấy rằng con người và khủng long thật sự đã sống chung. Và đó là điều mà tôi sẽ nói với quý vị trong buổi hôm nay. Con người và khủng long. Loài người và khủng long. Buổi hôm trước, chúng ta đã thảo luận rằng có một vòng nước bao quanh bầu khí quyển trái đất. Vài người nói rằng, Eric, làm sao mà nước tập trung ở trên đó được? Chân thành mà nói, tôi thật sự không biết chắc. Một số nhà khoa học cho rằng, lớp nước đó có thể là băng, bởi vì nước lạnh trở thành băng. Và nếu đó thật sự lạnh, thì nó sẽ trở nên có lực hấp dẫn, và điều đó có thể được bao phủ bởi lớp từ trường của trái đất. Rất thú vị, tôi không biết. Tất cả những gì tôi biết là Kinh Thánh nói rằng có một lớp nước phía trên khoảng không. Cuộc sống loài người trên trái đất vào thời đó rất khác với bây giờ. Tạo vật ban đầu rất khác biệt so với những gì chúng ta thấy hôm nay. Có một người trên kênh truyền hình Địa lý Quốc gia nói rằng chẳng có người nào từng thấy một con khủng long nào còn sống sót cả. Xin cho phép tôi hỏi quý vị điều này. Ông ta có biết điều đó không? Hay ông ta chỉ nghĩ vậy thôi? Ông ta chỉ nghĩ như vậy. Ý tôi là, để mà biết điều đó, thì quý vị đã phải tiếp xúc với từng người đã sống trước đó. Ông ta có làm như vậy không? Ông ta có nói chuyện với họ trước khi ông ta viết không? Không. Vì vậy, không thể nào mà quý vị có thể nói rằng không một ai đã từng thấy một con khủng long còn sống cả. Tất nhiên chúng ta biết rằng trong buổi ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Và trong ngày thứ sáu, Ngài dựng nên loài người và đặt tên là Adam, chính xác. Và Adam có một đặc quyền được đặt tên cho tất cả loài thú, đúng không? Vì vậy mà Adam ác hẳn đã thấy khủng long. Ông ta đã đặt tên cho nó. Xuất Ê Tục Ký đoạn 20 câu 21 cho chúng ta biết rất rõ. Vì trong 6 ngày, Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Chữ muôn vật bao gồm điều gì? Mọi thứ, kể cả khủng long. Chính xác. Ngài đã dựng nên mọi thứ trong vòng 6 ngày, như Kinh Thánh nói, trong một vài chỗ. Vì vậy, chúng ta đã thảo luận trong buổi hôm trước về thực trạng của thế giới trước cơn nước lụt khác nhau so với bây giờ ra sao. Trước đó, đã có một khoảng không khiến cho cuộc sống rất khác biệt.
Chúng ta đã đề cập ở phần cuối rằng khủng long về cơ bản là những con thằn lằn to lớn sống trong vườn Eden. Bởi vì loài bò sát không ngừng phát triển, chúng phát triển cả đời. Chúng ta thấy rằng trước khi cơn lục đến và hủy diệt cả thế giới, thì tuổi trung bình của con người là 912 năm. Thật là thọ. Methuselah được bao nhiêu tuổi? 969 tuổi. Chính xác. Vì vậy, chúng ta biết rằng thế giới trước cơn lục rất khác biệt so với thực trạng sau cơn lục. Bởi vì sau cơn lục đó thì vòng đời bị cắt ngắn rất nhanh. Bò sát phát triển cả đời chúng. Chúng không bao giờ ngừng phát triển. Một số người nói rằng nếu có khủng long ở trong vườn Eden thì ông có nghĩ rằng Noe đã đem chúng lên con tàu không? Quý vị có nghĩ Noe đã đem khủng long lên tàu không? Có bao nhiêu người trong số quý vị nói là có? Bao nhiêu người nói là không? Bao nhiêu người sẽ nói, tôi thật sự không hiểu ông đang nói gì? Tôi nghĩ rằng chúng ta không cần phải lo về mấy con khủng long. Tôi nghĩ điều quan tâm chính của chúng ta nên là về mấy con chim gõ kiến. Tôi nghĩ đó sẽ là một vấn đề nghiêm trọng đối với Noe và chiếc tàu. Chim gõ kiến sẽ gây ra một vấn đề lớn hơn là những con khủng long. Trở lại với mấy con khủng long, chúng có trên tàu không? Câu trả lời sẽ là có. Không có nghi vấn nào cả. Không có sự nghi ngờ nào về điều đó. Khủng long đã phải ở trên tàu. Thật sự, không có bất kỳ sự tranh cãi nào hết. Quý vị sẽ nói rằng, khoan đã Eric, khủng long to lắm. Đúng vậy, những loài to thì to, nhưng những loài nhỏ thì sao nào? Đoán xem, chúng nhỏ. Khi bắt đầu đóng con tàu, thì Noe đã 600 tuổi. Ông khôn ngoan đủ để biết cách đóng tàu. Quý vị không thể đem mấy con bự, quý vị phải đem những con thú còn nhỏ. Phải chắc là quý vị đem một con màu hồng và một con màu xanh. Nhưng quý vị có thể đem những con còn nhỏ lên tàu, điều đó sẽ khôn ngoan hơn. Và có nhiều lý do để đem những con vật còn nhỏ lên tàu. Thứ nhất, chúng còn nhỏ. Thứ nhì, chúng nhẹ hơn. Điều này hợp lý bởi vì sự thật là chúng nhỏ hơn. Thứ ba, chúng ăn ít hơn. Và chúng ngủ nhiều hơn. Và chúng sinh động hơn. Trẻ con có thể chơi với chúng, té và đứng dậy và chạy với chúng. Chúng ta là những người lớn, chúng ta té rồi. Chúng ta té rồi nghỉ, ít nhất là trong chốc lát. Thật không đơn giản như vậy. Vì vậy, những con còn nhỏ sẽ bền sức hơn và chúng sẽ sống lâu hơn sau khi chúng ra khỏi tàu để sản sinh thêm. Và đó là tất cả những lý do vì sao mà chúng ta phải đem chúng theo cùng. Vậy, Noe có đem theo khủng long lên tàu không? Vâng, không nghi ngờ gì nữa. Ông ấy đã đem lên. Ông đã không đem những con to lớn mà ông có thể tìm. Có thể ông đem những con còn nhỏ. Nhân tiện, khủng long có kích thước trung bình cỡ một con tàu. Điều mà tôi không nói đến, quý vị biết đó, là những con thú dài 46 đến 61 mét. Chúng ta sẽ không nói về hàng trăm thứ đó. Khủng long trung bình, kích thước con tàu. Nhưng Chúa đã phán với Noe, Noe, ta muốn ngươi đem lên tàu mỗi loài gồm hai con, súc vật tùy theo loại, côn trùng tùy theo loại. Ngài bảo ông đem thú vật lên tàu tùy theo loại. Ông không phải đem theo hai trong số mỗi giống loài khác nhau lên tàu. Có nhiều giống chó khác nhau trên thế giới. Noe không đem mỗi giống chó hai con. Ví dụ như là hai con Dachshund, hai con ngao khủng, hai con Chihuahua. Tôi nghĩ chúng chẳng phải là chó. Dù sao đi nữa, ông ấy không đem theo mỗi giống hai con lên tàu. Ông chỉ đem lên tàu hai con của một loại chó cùng giống thôi. Đó là như vậy. Có nhiều giống ngựa. Có thể lắm. Rất có thể là con ngựa, con lừa, ngựa vàng. Có cùng tổ tiên vào một thời điểm nào đó trước kia. Ý tôi là khi quý vị xem lại ba con này, thì quý vị không thấy là chúng cùng một loài động vật tương đồng sao? Quý vị thấy đó, chúng không có cùng điểm đặc trưng sao? Có bốn chân, có bộ lông thật. Đây là những loài động vật giống nhau. Tôi nghĩ là Noe chỉ đem theo hai con trong số mỗi loài, chứ không phải là hai con trong số mỗi loài lên tàu. Ông cũng đem những loài xác thịt có sanh khí. Noe không phải đem những con bọ lên tàu bởi vì chúng không thở bằng mũi hay bằng miệng. Chúng thở xuyên qua da của chúng. Và bọ có thể sống sót trong cơn lục. Không vấn đề gì cả. Chúng không có vấn đề gì hết với sự sống sót trong cơn lục đó cả. Người hoài nghi sẽ hỏi, làm sao mà Noe chứa vừa hết tất cả hàng triệu con thú lên tàu?
Khoan đã, có hàng triệu con trên tàu sao? Tôi không nghĩ vậy. Hãy nghĩ về điều này. Ông Noe chỉ đem lên những con vật sống trên đất liền. Ông không phải đem cá. Có ai biết vì sao không? Đúng rồi, cá bơi và lặn trong dòng nước. Chỉ vậy thôi. Ông chỉ đem những loài vật thở bằng mũi. Ông không phải đem theo bọ lên tàu. Và vào thời điểm nào đó trước cơn lụt thì bọ lớn hơn nhiều so với loài bọ ngày nay. Hãy nhớ rằng loài bọ có kích cỡ to lớn trước cơn nước lụt. Ngoài ra, quý vị cũng sẽ đem theo những con còn nhỏ. Ông cũng đem theo hai trong số mỗi loài, chứ không phải hai trong số mỗi giống riêng lẻ. Nếu vậy thì có bao nhiêu con vật trên tàu? Nếu quý vị chỉ đem những con sống trên đất liền, thở bằng mũi và miệng, và đem hai con trong số mỗi loài, chứ không phải là hai trong số mỗi giống, thì là bao nhiêu? Người ta nghiên cứu và tính ra khoảng 8.000 loài khác nhau. Chúng ta không thảo luận về hàng triệu con thú. Ý của tôi là vậy. Quý vị sẽ nói rằng Noe không thể nào chứa hết hàng triệu con thú trên tàu được. Và chiếc tàu bự cỡ nào? Tôi không biết. Có bao nhiêu con thú trên tàu? Tôi không biết. Ông ấy có thể làm như vậy, trông rất khác thường phải không? Và đó thật sự là một điều hợp lý thôi. Đó là điều mà quý vị thật sự có thể làm. Và ông ấy thật sự đã làm như vậy. Noe đã đem hết những con thú lên tàu theo như Kinh Thánh nói. Bây giờ vào thời điểm xảy ra cơn lụt, đây là điều mà Kinh Thánh nói. Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. Này, Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy điều bại hoại, vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại. Đức Chúa Trời bàn phán cùng Noe rằng, kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt ta, vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng. Vậy, ta sẽ diệt trừ họ cùng đất. Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gô phe, đóng có từng phòng, rồi trét chai bề trong cùng bề ngoài. Noe đáp rằng, vâng, thưa Chúa. Rồi ông bảo các con, mấy con, hãy đi lấy gỗ gô phe nào. Đi mau lên. Chúng ta biết câu chuyện kể Noe đóng chiếc tàu, đem những con vật lên trên tàu, và chiếc tàu lên đên trên mặt nước trong hơn một năm, chừng 13 tháng. Và tất cả chúng ta đều biết câu chuyện đó, đúng không? Có bao nhiêu người trong số quý vị biết làm thế nào mà chiếc tàu được đóng? Noe mất 120 năm để đóng con tàu đó. Ông phải mất 120 năm để đóng tàu. Noe mất 120 năm để đóng con tàu đó. Một số người sẽ nói rằng, Eric, anh không hiểu gì hết. Cơn lụt thời Noe không phải là một cơn lụt toàn cầu. Nó chỉ là một cơn lụt cục bộ trong khu vực mà thôi. Đó không phải là cơn đại hồng thủy xảy ra trên toàn cầu. Thật sao? Vậy thì tại sao Chúa lại nói Noe phải đóng tàu trong 120 năm? Ý tôi là quý vị có biết trong 120 năm đó quý vị có thể di chuyển bất kỳ nơi nào không? Không, đó không phải là cơn lụt cục bộ. Thật sự đó là một cơn lụt khắp trên thế giới. Rõ ràng là vậy. Sau cơn lụt, một cậu bé được sanh ra và được đặt tên là Abad-sách. Và trường mẫu giáo hỏi cậu bé rằng, con tên gì? Abad-sách. Con đánh vần được không? Không. Chẳng ai đánh vần được cả. Dẫu sao, tôi có thể thấy Abad-sách nhỏ bé ôm lấy đầu gối ông nội và nghe cậu bé nói, ông nội Noe ơi, làm sao mà chúng ta lại là những người duy nhất còn sống trên đất được chứ? Và ông nội Noe có thể nói cho Abad-sách về điều gì? Cơn đại hồng thủy đã hủy diệt cả thế giới. Và rồi Abad-sách có thể kể lại cho con cháu của mình nghe. Và cháu của ông lại có thể kể cho con cháu của chúng. Và rồi con cháu của chúng có thể kể cho thế hệ tiếp theo. Câu chuyện cứ được lan truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, cho đến khi điều mà quý vị nghe về Noe trở nên một truyền thuyết. Nếu thật sự có cơn đại hồng thủy toàn cầu, thì ắt phải có một truyền thuyết về điều đó hôm nay. Quý vị có biết là có đến 270 câu chuyện truyền thuyết về cơn lụt không? Trung bình, các nền văn hóa trên khắp thế giới có một truyền thuyết về cơn lụt toàn cầu sẽ đưa ra một chút tính tin cậy đối với cơn lụt trong thời Noe. Người Hawaii có một truyền thuyết. Truyền thuyết đó nói về một người, tôi không thể phát âm tên của ông ta. Ông ấy nói, thật lâu sau khi người đầu tiên qua đời, một người có tên là Nu đã làm một chiếc thuyền bự chất đầy thú vật trên đó. Nước dâng lên khắp đất và diệt hết thảy mọi người,
Chỉ có Nu'u và gia đình của ông ấy còn sống. Câu chuyện đó không giống như phiên bản về cơn nước lục trong Kinh Thánh sao? Rất là tương đồng với câu chuyện trong Kinh Thánh về cơn lục. Một truyền thuyết Trung Hoa được gọi là truyền thuyết Hai Kiên, kể về một gia đình, trong đó Phu Hy, vợ, ba con trai và ba con gái của ông ta đã thoát khỏi một trận lục lớn. Sau khi cơn lục qua đi, họ đã sống phân bổ khắp thế giới. Vợ ông, các con trai, ba con gái, cả thể là 8 người. Cũng giống như câu chuyện về cơn lục trong Kinh Thánh, người thổ dân da đỏ Thô Thích cũng đã nói rằng thế giới đầu tiên kéo dài trong vòng 1716 năm và rồi nó bị một cơn lục hủy diệt. Chỉ một gia đình còn sống sót. Như vậy, nếu quý vị cộng thêm cùng với ngày trong Kinh Thánh, thì nó sẽ là 1656 năm. Vậy là chênh lệch 60 năm so với truyền thuyết của họ. Không tệ đối với một truyền thuyết 4.000 năm. Thậm chí, có một bộ tộc mà kênh truyền hình Địa lý Quốc gia đã viết một quyển sách vào những năm 1970 dựa vào những nghiên cứu từ bộ tộc này. Họ kể một câu chuyện về bộ tộc. Bộ tộc này là một điệu nhảy nghi lễ một lần một năm xung quanh một cái thùng gỗ khổng lồ. Và cái thùng gỗ tượng trưng cho con tàu trong thời Noe. Con tàu mà đã cứu mọi người thoát khỏi cơn lục toàn cầu. Thật sự có một cơn lục toàn cầu. Noe thật sự đã đóng chiếc tàu đó. Và vâng, Noe thật sự đã đem khủng long lên tàu với cả gia đình, theo như Chúa biểu ông phải làm. Như vậy, khủng long đã ở trong vườn Eden với Adam và Eva. Chúng đã ở trên tàu với Noe. Điều gì xảy ra với chúng sau khi ra khỏi tàu? Chúng đi đâu? Sẽ như thế nào nếu tất cả quý vị từng nghe về bất cứ thứ gì đã tiêu diệt khủng long? Quý vị có thể tìm hiểu không? Điều gì làm cho khủng long tuyệt chủng? Tôi có nghe một số điều như vậy. Điều gì làm cho khủng long tuyệt chủng? Có bao nhiêu người trong số quý vị tin là một thiên thạch thật sự đã hủy diệt loài khủng long? Người ta có nhiều ý kiến khác nhau về nguyên nhân khủng long tuyệt chủng. Một nhà khoa học ở Ấn Độ đã đưa ra một giả thuyết hết sức bất ngờ rằng khủng long đã tự giết mình bằng sự đầy hơi của chúng. Thiệt là kỳ lạ. Nói về sự nóng lên toàn cầu, ông ta phát biểu, khí methane mà chúng sản sinh ra khiến cho nhiệt độ bầu khí quyển nóng lên, tạo nên hiệu ứng nhà kính. Điều này có thể làm gia tăng sự nóng lên toàn cầu đến một điểm nào đó mà khủng long không thể chịu nổi nữa. Đó chính là điều mà ông ta đã phát biểu. Được rồi, tôi cần phải có bao nhiêu tiền để bắt đầu chứng minh giả thuyết đó. Nhưng đó thật sự là gì? Họ đặt câu hỏi này, điều gì khiến cho khủng long tuyệt chủng? Tôi nghĩ là họ đang hỏi một câu hỏi sai lầm. Họ thật đang hỏi rất sai. Điều gì khiến cho khủng long tuyệt chủng? Không, không. Khủng long có thật sự tuyệt chủng không? Đó là câu hỏi mà chúng ta thật sự phải hỏi. Khủng long đã tuyệt chủng ư? Khủng long có thật sự tuyệt chủng không? Tôi biết quý vị nghĩ gì, quý vị sẽ nói, anh đã mất mấy tảng đá hóa thạch rồi. Anh suy nghĩ sai rồi. Suy nghĩ của anh không giúp anh định hướng đúng. Anh quan sát còn thiển cận lắm. Khủng long không tuyệt chủng. Điều đó có nghĩa là chúng có thể còn sống đến hôm nay. Chính xác. Khủng long thì sao? Khủng long không sống đến ngày hôm nay sao? Hay mấy nhà châm biếm đã đúng khi đưa ra lý do tuyệt chủng của loài khủng long? Chết vì hút thuốc. Tôi khá ưa thích kiểu châm biếm. Một số người thì không, nhưng đối với tôi thì họ khá tuyệt. Thế giới ban đầu rất khác biệt so với thực trạng sau cơn lục của nó. Thế giới hoàn toàn khác biệt sau cơn lục. Chúng ta đã thấy rằng trong thế giới ban đầu có người sống đến 900 tuổi. Hãy xem điều gì xảy đến sau khi cơn lục qua đi. Vòng đời giảm xuống còn 400, rồi 200 tuổi, rồi xuống đến 100 tuổi. Và ngày nay, nếu quý vị sống tới 100 tuổi, thì tôi có một tin tốt lành cho quý vị. Quý vị già rồi, quý vị hoàn toàn già rồi. Vì vậy mà, trước khi cơn nước lục xảy ra, thì có một điều nào đó rất khác biệt. Chúng ta thấy điều gì đã xảy ra trong vòng đời của người ta. Khủng long đã đối mặt với môi trường khắc nghiệt như vậy. Tôi nghĩ rằng chúng đã chết vì một vài lý do nào đó. Thứ nhất, khí hậu thật sự rất khác biệt khi cơn lục chấm dứt và trước khi có cơn lục xảy ra.
Thứ nhì, người ta từng săn thịt chúng. Họ không săn khủng long bởi vì họ không gọi chúng là khủng long. Từ khủng long là một từ mới được hình thành từ năm 1841 bởi một người có tên là Sir Richard Owen. Trước khi họ gọi chúng là khủng long thì họ gọi chúng là con rồng, chính xác. Chúng từng được gọi là con rồng. Rất thú vị. Quý vị biết đó, từ điển năm 1891 thậm chí không có chữ khủng long ở trong đó. Từ điển năm 1891 không có chữ khủng long ở trong đó. Hãy xem điều này, trong từ điển 1946 có chữ con rồng trong đó. Nhưng hãy xem phần mô tả về con rồng. Con rồng được gọi là now rare. Xin lỗi. Họ nên chuyển cách nói của họ trong vòng 53 năm hay là 60 năm qua. Thưa quý vị, now rare chỉ là một từ lóng thôi. Người ta đã có ý xác định rằng chúng đã chết 70 triệu năm trước rồi. Khi quý vị nghe đến chữ khủng long, thì điều đầu tiên mà quý vị từng nghe đến chữ khủng long là gì? Hàng triệu năm trước. Và sau đó, chúng ta được dạy rằng khủng long đã sống hàng triệu năm khi những điều này xảy ra. Tôi không nghĩ vậy. Quý vị biết, xuyên suốt lịch sử, có hàng ngàn ghi chép nói về việc người ta giết con rồng. Tôi nghĩ rằng chuyện người ta giết mấy con khủng long mới chính xác là điều đã diễn ra. Chuyện người ta giết mấy con khủng long chính xác là điều đã diễn ra. Tôi nghĩ rằng người ta giết chúng vì vài lý do, để lấy thịt chẳng hạn. Bởi vì chúng đe dọa. Ý tôi là quý vị không muốn thấy một cô bé chơi đùa ngoài sân với một con khủng long bạo chúa T-Rex. Trừ khi quý vị không có những cô con gái bé nhỏ. Vì quý vị vẫn thích con khủng long đó để trở thành một anh hùng, chứng tỏ sự cạnh tranh ưu việt trên lãnh thổ của mình. Hoặc vì vài mục đích nào đó để làm thuốc. Quý vị biết là có những phương thuốc cổ xưa. Còn gọi là huyết rồng, xương rồng hay là nước bọt rồng. Là thật nếu như quý vị muốn biết. Nhưng bất cứ điều gì đại loại như mẹ thấy da và đầu gối của con, mẹ có thể cho con một chút nước bọt rồng không? Johnny, hãy đem nước bọt rồng vào. Cảm ơn. Có một câu chuyện kể về Gilgamesh. Một truyền thuyết Trung Hoa kể về một người đàn ông tên là Yu. Không phải là quý vị đâu, nhưng anh ta tên là Yu. Tuy nhiên, ông Yu này, ông ta quan sát khắp cả nước Trung Hoa và chia cắt nó ra thành các vùng khác nhau. Ông xây những con kênh để dẫn nước từ ngoài biển vào. Truyền thuyết này nói, khi ông làm điều này, thì nhiều rắn và rồng đã được ông sử dụng từ những vùng đầm lầy. Ông ta đã thật sự cưỡi mấy con rắn, phải không? Còn mấy con rồng? Tôi nghĩ là ông ta đã cưỡi mấy con rồng cũng như là khủng long. Thật thú vị. Làm thế nào mà trong lịch Trung Quốc có 12 con vật và chỉ có một con được xem là mang tính thần thoại thôi? Hoặc có lẽ cả 12 con đều thật sự sống động, đều có thật. Quý vị biết là Thánh Kinh nói về rồng không? Chúng được đề cập trong Kinh Thánh đấy. Trong Phục Truyền đoạn 32 câu 33 chép rằng rượu nho chúng nó là nọc độc con rắn. Chữ con rồng thật sự được đề cập đến 35 lần trong Kinh Thánh. Tôi có thể nói là 35 lần hay ít nhất là 23 lần được đề cập như là một con thú thật sự. Một con rồng là một loài động vật sống có sanh khí. Một con rồng, một con khủng long. Người Babylon biết nhiều về rồng. Cái nhẫn của vua Nebuchadnezzar được sử dụng như một cái ấn. Ông ta có một thần ma đúc trên đầu chiếc nhẫn. Nó là một con rồng phun lửa. Câu hỏi là Eric, ông cũng tin là có rồng phun lửa hả? Vâng, tôi tin là có rồng phun lửa. Quý vị sẽ trả lời rằng chào mừng đến với Louisville, Eric. Có một số lý do vì sao mà tôi tin có rồng phun lửa. Thứ nhất, lịch sử chứa đựng nhiều câu chuyện về rồng phun lửa. Quý vị cho rằng đó chỉ là những câu chuyện tưởng tượng. Tại sao họ lại tưởng tượng về rồng? Tại sao họ lại không có một truyền thuyết nào nói về một con chuột đồng phun lửa? Hay là một con bướm phun lửa? Luôn luôn là rồng. Thứ nhì, Kinh Thánh nói về điều gì? Ê-sai nói về một con rắn lửa bay. Whoa.
Còn sách Gióp thì nói về con Leviathan và các đám lửa phun ra, từ lỗ mũi nó khói bay ra như của một nồi sôi có chùm sầy ở dưới, hơi thở nó làm hừng cháy than, một ngọn lửa ra từ miệng nó. Cho dù đây là con gì đi nữa thì chúng có thể phun lửa vào chúng ta hay bất kỳ ai, và ý tôi là nó có thể phun lửa. Vì vậy mà Kinh Thánh nói về chúng và những loài thú đó còn sống ngày nay với một số khả năng. Chúng có những chất hóa học trong cơ thể và những chất này kết hợp lại với nhau khi phun ra và nó nổ. Thật kỳ lạ. Hãy xem con bọ cánh cứng, còn được gọi là bọ cánh cứng pháo thủ. Con bọ bé nhỏ này có một khả năng nhất định. Chúng ta sẽ xem thêm về điều đó qua một số video mà chúng tôi sẽ cung cấp. Tôi thật sự tin rằng rồng đã sống với con người. Khủng long đã sống với con người. Người ta đã phát hiện ra những bức tường cổ xưa của thành Babylon khi họ đào xuống đất. Các bức tường cổ xưa này có những bức khắc họa về con rồng, rồng và những con sư tử trên các bức tường Babylon. Rất thú vị. Các cánh cổng Ishtar có những khắc họa về sư tử và rồng. Alexander Đại Đế, khi mà đã chinh phục vùng đất mà bây giờ thuộc về Ấn Độ, ông đã nói rằng lính của ông đã bị những con rồng sống trong hang giết chết. Thưa quý vị, điều này xảy ra 326 năm trước Chúa thôi. Chừng vài trăm năm sau Công Nguyên, có một bức khảm La Mã minh họa về hai con khủng long cổ dài đang chiến đấu với nhau. Hay có lẽ là đang hôn nhau. Thật sự là chúng nó đang quấn lấy cổ nhau. Mấy em nhỏ bịt mắt lại. Thánh George đã giết một con rồng vào năm 275 sau Công Nguyên. Beowulf đã giết một con rồng. Bao nhiêu em học sinh đã đọc truyện Beowulf trên lớp rồi? Tôi biết mà. Giả sử như tôi phải đọc truyện Beowulf để hiểu thêm, thì tôi phải đi học trở lại rồi. Nhưng dẫu sao, câu chuyện này sẽ kể về một người đàn ông đã giết chết Randall, vợ của con rồng, bằng cách bẻ gãy hai tay trước của nó, làm cho máu tuôn xối xả để nổi nó chết. Người ta tìm thấy một cái ấn hình trụ của người Babylon có hình một người đang nhảy hay là đang chống chọi lại với con rồng, trông như ông ta đang cố gắng bẻ gãy cái tay trước của con rồng. Rất hay. Vào năm 900 sau Công Nguyên, một nhà văn người Ireland đã viết một câu chuyện về một con thú có những móng sắc trên đuôi của nó. Ông ấy có thể đang nói về những con rồng chăng? Với những móng sắc trên đuôi nó. Siegfried đã giết con rồng Fafnir. Marco Polo, khi ông đến thăm Trung Quốc, ông ta nói rằng ông đã thấy hoàng đế Trung Quốc thật sự đang nuôi mấy con rồng để kéo cái cổ xe của ông ta. Tại sao ông ta nói vậy? Tôi hiểu rồi, có thể bởi vì hoàng đế Trung Quốc khi đó nuôi rồng để kéo cổ xe trong dịp diễu hành. Vào năm 1611, chừng 400 năm trước, hoàng đế Trung Quốc đã tìm một người nuôi rồng cho hoàng gia. Tôi không biết, nếu quý vị được chọn là người nuôi rồng, và mỗi khi quý vị nuôi con rồng cho nó ăn thì sẽ ra sao? Hay đó là một công việc ngắn hạn, kéo dài trong một ngày duy nhất thôi? Thành phố Nelouk ở Pháp đã được đặt tên lại để vinh danh một con rồng đã bị giết chết tại đó. Con rồng này có ba cái sừng dài và sắc nhọn trên đầu nó. Rằng núi Cannon ở Bắc Mỹ cũng có những bức khắc họa khủng long trên các vách của nó. Người da đỏ Bắc Mỹ biết mấy con rồng. Thật thú vị. Tại Úc, có những bức khắc họa mà người thổ dân vẽ minh họa về con người với con rồng. Cả hai đều sống vào cùng một thời điểm. Vì vậy mà người trên kênh Địa lý Quốc gia đã nói, không một người nào đã từng thấy một con khủng long sống cả. Tôi không nghĩ như vậy đâu. Tôi nghĩ người ta đã thấy khủng long sống suốt cả lịch sử rồi. Có một số cục đá được tìm thấy trong sa mạc khô hạn nhất thế giới ở Peru, được gọi là đá Inca. Những hòn đá này phát họa tất cả mọi thứ. Một trong số thứ đó là chúng khắc họa khủng long. Trên cục đá này, tôi có tất cả mọi loại khủng long được khắc trên đó. Có một tranh luận như thế này, rằng những hòn đá đó trông hợp lý không? Ý tôi đó là một sự tranh cãi bên ngoài về ý kiến này. Nhưng ngày càng có nhiều nhà khoa học tìm đến và nói rằng, ồ, những cục đá này đúng là thật. Những cục đá này xuất hiện vào khoảng thời gian của Chúa Giê-xu. Chúng rất cổ xưa. Chúng được bảo tồn rất tốt trong sa mạc khô hạn đó.
Và những hòn đá này có những bức khắc họa về khủng long và con người trên đó. Trên đó có con khủng long ba sừng, khủng long phiến sừng. Con này trông như một con bạo chúa T-Rex và một người bên cạnh nó. Vâng, tôi cho là ngày đó không phải là một ngày thú vị. Và một cục đá khác minh họa một con khủng long cổ dài đang ăn thịt một người. Và một người khác đến và giết nó. Những hòn đá này thật tuyệt. Chúng miêu tả khủng long với con người trên đó. Tiến sĩ Dennis Swift là bạn của tôi. Ông ấy sống ở Portland. Ông là một sư ở đó. Ông là một chuyên gia nghiên cứu những hòn đá Inca này và những đồ tạo tác thời tiền Inca hay đại loại như vậy. Một số những thứ mà ông đã phát hiện hoàn toàn là một hiện tượng. Ông đã viết một quyển sách về điều đó. Chúng ta có một quyển sách hay về chủ đề khủng long và con người, những đá Inca và dòng dõi Nazca. Quyển sách có tên là Những bí mật của hòn đá Inca và dòng dõi Nazca. Đây là một nguồn tham khảo tuyệt vời nếu quý vị muốn thêm thông tin. Ông đã đến Campuchia và tìm thấy một ngôi đền tại đó. Ngôi đền này có một bức khắc họa một con khủng long phiến sừng bên trong đó cùng với những loài động vật khác. Con khủng long phiến sừng cùng với những loài động vật khác. Trong khoảng 500 năm trước, một nông dân người Ý đã giết một con khủng long. Họ chặn nó lại và đặt nó trong một bảo tàng. Quý vị biết đó, 500 năm trước, quý vị có thể đến bảo tàng và xem một bộ da sống động thật sự của một con khủng long thật đã chết và mọi thứ khác, chứ không phải chỉ là những bộ xương mà chúng ta thấy ngày hôm nay. Quý vị hỏi rằng, Eric, khủng long có trong Kinh Thánh không? Vâng, như tôi đã nói, khủng long không phải là một thứ tưởng tượng. Rồng đã được đề cập ở trong Kinh Thánh rồi. Một chỗ ở trong Kinh Thánh, ở trong sách Gióp, có nói về con thú được gọi là Behemoth. Vậy thì Behemoth là con nào? Một số người nói rằng, tôi biết nó là con gì. Có thể đó là con voi hoặc con hà mã. Nhưng không, nó không phải là một trong hai con đó. Tôi nghĩ con Behemoth là một con khủng long cổ dài. Đây là hình ảnh rất hiếm hoi của một đám khủng long đang đi chung với nhau, bao gồm cả con Brontosaurus. Con này khá hiếm đấy. Hãy nói chuyện thật chậm với chúng khi quý vị gặp chúng. Khủng long được nhắc đến trong Kinh Thánh và trong Gióp đoạn 40. Con Behemoth này rõ ràng được xem là một con khủng long. Hãy xem phần mô tả. Này, con trâu nước mà ta đã dựng nên luôn với ngươi, nó ăn cỏ như bò. Quý vị nói, Eric, voi ăn cỏ thì đúng rồi. Đúng vậy, hà mã cũng ăn cỏ nữa. Đúng vậy, khủng long cũng ăn cỏ. Vì vậy có thể là một trong hai con đó. Câu tiếp theo trong Gióp đoạn 40 nói rằng, hãy xem sức nó ở nơi lưng, mãnh lực nó trong gân hông nó. Hãy xem sức nó ở nơi lưng, mãnh lực nó trong gân hông nó. Quý vị sẽ nói rằng, voi có bụng bự. Đúng vậy, hà mã có bụng bự. Đúng vậy, khủng long cũng có bụng bự. Thật sự, nếu bụng bự là điều hiển nhiên, thì anh chàng này cũng có bụng bự đây. Và anh chàng võ sĩ đạo này cũng có bụng bự đây. Bụng bự thì sẽ làm cho thân hình nặng. Gió đoạn 40 câu 17 nói tiếp, nó cong đuôi nó như cây bá hương, gân đùi nó tréo sọ rễ. Khoan đã, khoan đã. Quý vị có thấy đuôi con voi bao giờ chưa? Nó có gợi cho quý vị nghĩ đến cây tuyết tùng không? Cái đuôi con hà mã thì sao? Cái đuôi của con thằng lằn tay thì sao? Cái đuôi đó có gợi cho quý vị nghĩ đến một cây tuyết tùng không? Hai cái khác chính là cây tuyết tùng. Con thằng lằn tay có một cây tuyết tùng. Quý vị biết đấy. Gióp đoạn 40 câu 18 chép, các xương nó như ống đồng, tứ chi nó như cây sắt. Đấy là xương ngón chân của con thằng lằn tay, một xương ngón chân của nó. Tôi đã khám phá trong nghiên cứu của tôi rằng, lý do mà nó có những xương ngón chân to là vì chúng có ngón chân to. Và lý do mà nó có ngón chân to là vì nó có một cái bàn chân to. Đây là một cậu bé đang vòng nước trong một dấu chân khủng long. Nó thật lớn. Lý do mà nó có một bàn chân to là bởi vì nó có một cái chân to. Chỉ cái chân trước thôi cũng cao hơn 7 mét. Tuyệt thật. Nó có chân lớn hơn bởi vì nó có thân hình to lớn. Người ta cho rằng những con này có thể nặng tới 100 tấn. Và tương đương với 14 chiếc xe buýt chở học sinh đi học được chất lên với nhau. Nghĩa là nếu con này giẫm lên quý vị, thì quý vị sẽ bị dẹp lép, dẹp thật là dẹp.
Tôi có thể đảm bảo như vậy. Và khi Kinh Thánh nói về con Behemoth, nó là công việc khéo nhất của Đức Chúa Trời, đấng dựng nên nó, giao cho nó cây gươm của nó. Đây là con thú lớn nhất và mạnh nhất mà Chúa dựng nên. Có ai tự hỏi rằng Satan sẽ đoạt lấy sự vinh quang của vương quốc các loài thú của Chúa chưa? Người đứng đầu các đường lối của Chúa, phản bội Chúa và đánh cắp sự vinh hiển của Ngài và sử dụng cho chính nó. Để rồi bây giờ khi trẻ em học về những con thằn lằn tay, điều mà chúng học về khủng long, điều thứ nhất mà chúng học sau khi đã biết tên, đây là con thằn lằn tay. Nó đã sống. Và đó là điều đầu tiên mà chúng sẽ học. Satan đã bóp méo và làm hư hoại sự sáng tạo tuyệt vời của Chúa để tự làm vinh quang chính nó hơn là dành sự vinh hiển cho Chúa. Ồ, bởi vì Satan không thể chiếm đoạt được cơ hội này ngay tại vườn Eden. Ý tôi là, nếu quý vị gặp Adam và Eva và nói, này, khủng long đã sống hàng triệu năm trước, họ sẽ nói, ý anh hỏi con đó hả? Đừng bận tâm. Còn như Noe, này Noe, khủng long sống hàng triệu năm trước đó, ý anh muốn nói về con mà tôi đang cho ăn hả? Ồ vâng, đừng bận tâm. Rồi 2.000 năm sau, khủng long trở nên khá hiếm. Và rồi vài trăm năm trước, họ đào lên mấy cái xương hóa thạch. Và Satan đã cướp cơ hội đó và nói, ta sẽ nói với mọi người rằng, khủng long sống hàng triệu năm trước. Không phải đâu. Cơ đốc nhân chẳng có vấn đề gì với khủng long cả. Chúng thật sự rất đúng với lời của Chúa. Chúng xảy ra chính xác như lời Ngài phán. Vấn đề ở đây chính là hàng triệu năm. Nếu khủng long không sống hàng triệu năm trước, nếu chúng đã sống với loài người, và nếu trái đất chỉ mới hàng ngàn năm tuổi, chứ không phải hàng triệu năm, thì điều đó sẽ đem lại một số ẩn ý khác, đúng không? Điều đó sẽ có nghĩa là tiến hóa không đúng. Và nếu tiến hóa không chắc chắn, thì quý vị chỉ có một lựa chọn khác, là sự tạo hóa. Và nếu sự tạo hóa là đúng, thì điều đó có nghĩa là có. Vâng. Đó là sự ngụ ý cho thực tại. Một đấng tạo hóa đã dựng nên thế giới này. Đó là một sự ảnh hưởng sâu rộng. Vậy nếu tiến hóa được sử dụng như là một chứng cứ có tính cách mạng thì sao? Sẽ như thế nào nếu quý vị được dạy học ở trường? Sách giáo khoa sẽ nói về gì để cố gắng chứng minh là tiến hóa đã xảy ra và đây là chứng cứ? Chúng được sử dụng làm chứng cứ chính xác ra sao nếu tiến hóa thật sự không có thật? Họ sẽ giới thiệu chứng cứ của họ ra sao? Chúng ta sẽ nói về điều này trong buổi tiếp theo. Tôi nhận ra rằng nhiều lần các nhà tiến hóa đang lừa dối người ta về chứng cứ mà họ cho là hỗ trợ cho giả thuyết của họ. Nhưng bây giờ, quý vị hãy nhớ rằng con người và khủng long không sống cách nhau hàng triệu năm. Cả hai luôn sống chung với nhau. Cả hai luôn sống chung với nhau. Cảm ơn quý vị đã tham gia buổi thuyết trình hôm nay. Xin Chúa ban phước.